Hôm nay tôi sẽ chứng minh các bạn thấy bố mẹ chúng ta là những người vô lý, phi logic, bất công và không có định luật nào để chứng minh được. Xem nhá. Mày đi đâu đấy Trắng? Con đi chơi tí mẹ. Thế mẹ đi đâu ấy? Tao đi đâu tao phải báo cáo mày à? Trong mắt mẹ, mày mãi mãi là trẻ con. Dạ. Trong mắt con, mẹ cũng là trẻ con. Bố ơi. Ơi, Trắng ơi. Xin vĩnh biệt. Mẹ ơi, bố đi đâu rồi? Bố mày đi theo gái rồi kìa. Ơ Trường ơi, bố mày đi đâu rồi? Bố đi theo gái rồi. Trường ơi, hôm nay mẹ bị trừ lương. Trời ơi, tiền bạc quan trọng gì? Không sao đâu mẹ. Mẹ ơi, hôm nay con được có 1 điểm. Không sao đâu con ạ. Điểm số không phải là thước đo của sự thành công. Mẹ thật là tâm lý. Nhưng mà nó quyết định độ thẩm mỹ trên gương mặt của mày. Nani? Này bố hơi mệt, mày ra đồng nào một mình nhá. Bố cứ nghỉ đi, hôm nay con bao hết. Hôm nay con thấy hơi mệt, hay là bố làm một mình một hôm nhá. Sao nó ăn không chơi xong kêu mệt ra đây. Trời ơi, nó cơm hộ bố ơi. Chuyện nhỏ, con làm được. Bố ơi, bố lấu hộ con bữa cơm nhá. Mày say tao à? Mày say tao à? Trời ơi, mày đã chăn hộ bố đàn gà cơ. Làm được không? Con làm được. Bố ơi, bố chắc là con đàn gà. Việc tiêu lên tay tao. Cú. Trời ơi, cho bố ít tiền tiêu. Đâu con. Đây bố. Bố ơi, bố cho con xin một ít tiền. Mày chờ tao lên cướp. Nhanh chân nhanh tay quét cho tao cái cổng. Ôi, chuyện còn con. Mẹ ơi, mẹ quét cho con cái cổng. Chuyện còn con. Quang ơi. Trường ơi, mẹ không tìm thấy cái ấy. Để đấy cho con. Mẹ ơi, con không tìm thấy cái ấy. Sao tao giấu tiền ở đâu thì mày tìm nhanh thế? Mấy tiếng nha. Mẹ làm sao để báo cáo mẹ con. Mẹ con đi tiền ca đi. Mẹ ơi, con sang nhà thằng Long chơi tí nhá. Một tí thôi. Mày sang nhà nó mà ở luôn đi. Còn lâu ý. What? Tao không cần thêm em trai. Cút. Mày như thế là sai, là láo. Lần sau rút kinh nghiệm nhớ chưa? Tuân lệnh hộ. Mẹ nghe con nói này, mẹ như thế là... Là sao? Là sao? Tao đẻ ra mày đấy Trường ạ. Mày dạy đấy. Nhưng mà thầy giáo con bảo là mẹ sai. Tao đẻ ra cả thầy giáo mày. Mày không học hành đàng hoàng nhá. Tao đập mày đấy. Ôi trời ơi. Mẹ mà không làm đàng hoàng ấy là con... Con làm sao? Các bạn à, các bạn đang chờ tôi lói lốt để tôi bị ăn đánh đúng không? Không, đừng bắt tôi phải nhập viện, đừng bắt tôi phải đùa giỡn với tính mạng của mình. Con làm sao? Con phụ mẹ.